Rồi như vậy thì cái chỗ mà FPM này nè, nhắc lại cái lý thuyết FPM hoặc là FPM độc quyền, nó có một cái khác là SRTF, thì có tài liệu người ta dịch là SGS. Rồi tí nữa mình sẽ học cái này, có tài liệu thì dịch là SGS không độc quyền, có tài liệu là dịch là SRTF là shortest remaining time, là thời gian còn lại ngắn nhất thì được phục vụ trước. Thời gian còn lại ngắn nhất thì còn lại tức là trước đó có thể anh đã làm rồi, bây giờ còn lại tức là tôi sẽ tính lại, nếu có người vào thì lúc này nó trở thành không độc quyền ha. Tùy theo tài liệu mà các bạn sẽ đọc để mà các bạn biết. Bây giờ với cái số liệu của cái bài này mình sẽ làm lại B1, mình ghi ở đây cho nó dễ. T tiến trình, T vào, T xử lý, B1, B2, B3, B4, 0, 1, 3, 6 luôn nè. 0, 1, 3, 6, 5, 6, 4, 3. Rồi như vậy các bạn thấy là đối với lại cái FGF là gì? FGF tức là ưu tiên tiến trình nào mà có thời gian ngắn nhất. Shortest. Vậy thì chúng ta sẽ xếp tại từng thời điểm, xếp tại từng thời điểm. Còn nếu như xếp tổng quan thì tiến trình nào ngắn nhất đây? Nếu mà xếp hết 4 ngắn nhất, nhưng tại thời điểm 0 chỉ có B1 vào. Tại thời điểm 0 duy nhất chỉ có mình B1, cho nên tại thời điểm này B1 là ngắn nhất. Cuộc thi có mình nó thì nó đứng nhất luôn. Rồi, ngắn nhất. Và nó là ưu tiên độc quyền. FPM độc quyền. Cho nên nó dài bao nhiêu là chuyện của nó. Nó sẽ được xử lý trong 5 giây. Kết thúc ở 5. Nó là độc quyền. Cho nên nó xử lý liên tục. Tiếp tục. Tại thời điểm 1 và 3, tức là từ 0 đến 5, thì có B2 vào thời điểm là 1, B3 vào thời điểm là 3. Vậy tại thời điểm 5 này B1 đã xử lý xong, chúng ta có B2 nhu cầu là 6, B3 nhu cầu là 4. Vậy thì 4 ngắn hơn, 4 sẽ được phục vụ trước, tức là B3. Và B3 này nó là độc quyền, cho nên nó được phục vụ từ 5 cộng 4 là 9. Tại thời điểm này từ 5 đến 9 thì có B4 vào. Vậy thì tại thời điểm 9 này B2 được phục vụ chưa? Chưa, còn 6. B3 xong chưa? Xong rồi. Vậy còn B4 có thời gian nhu cầu là 3. Được không? Và 3 là nhanh nhất, cho nên 3 phục vụ trước, B4 vào đây. Phục vụ từ 3, từ 9 mà cần 3 nữa là 10, 12. Và cuối cùng còn B2 phục vụ cho đến hết 6 nữa là 10, 18. Được chưa?
công thức của chúng ta lặp lại, TG là bằng T bắt đầu, chú ý công thức nha, trừ T vào, T lưu hệ thống, nó sẽ bằng T kết thúc trừ T vào. V1 thời gian chờ của nó, thời gian chờ của nó kết thúc là 5, nó vào là không, thời gian chờ của nó bắt đầu là không, rất xin lỗi, thời gian chờ là không. V2 nó bắt đầu là 3, bắt đầu là 5, vào 1 chờ 4, đúng không? Phải không? Nó bắt đầu 12, đó, đúng rồi, V2 đã bắt đầu 12. Cho nên chỗ này nó là 11. V3 bắt đầu là 5, vào là 3, chờ 2. V4 bắt đầu là 9, vào 6, chờ 3, đúng không? Rồi, tiếp tục thời gian lưu của V1, nó kết thúc V1 là 5, nó vào là 0. V2 nó kết thúc 18, nó vào 1. V3 nó kết thúc là 9, nó vào là 3. V4 nó kết thúc là 12. Và các bạn tính giá trị trung bình ra cho thầy. Chia cho 4. Được không? Dễ mà, đúng không? Tính trung bình cộng ra. Tí nữa chúng ta sẽ nghiên cứu về SRTS.